Trong khi đó, thì nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng bị chuyển trại giam qua gia đình không được thông báo. Tin đến từ Nghệ An, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã đưa nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng đi thủ án từ trại giam Gia Ba Sao ở tỉnh Hà Nam mà không thông báo cho gia đình của anh biết việc chuyển trại. Ngày 19 tháng 11, ông Nguyễn Viết Hùng là bố của Nguyễn Viết Dũng đi thăm con ở trại tạm giam nghi kim của Sở Công an Nghệ An, nơi mà anh bị giam giữ kể từ khi bị bắt vào ngày 9 năm 2000, tháng 9 năm 2017, thì được biết Nguyễn Viết Dũng đã bị chuyển đi đến trại giam mới, cách 200 km tính từ huyện Yên Thành là nơi gia đình anh đang ở. Kính thưa quý vị, ông Hùng cho biết gia đình ông không nhận được bất kỳ thông báo nào bằng miệng hay bằng văn bản nào của công an Nghệ An về việc ông Dũng bị chuyển trại. Ông nói việc chuyện ông Dũng đi thủ án tại trại giam Ba Sao sẽ gây không ít khó khăn, vất vả và trở ngại cho gia đình ông Dũng mỗi lần thăm gặp. Nguyễn Viết Dũng là người sáng lập và là chủ tịch của đảng Cộng Hòa, bị bắt cóc bởi mật vụ Nghệ An trong buổi sáng ngày 27 tháng 9 năm 2017. Sau đó, Công an tỉnh Nghệ An thông báo anh bị bắt và bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Kính thưa quý vị, ngày 12 tháng 4 năm 2018, Dũng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An kết tội và kết án 7 năm tù giam và 5 năm quản chế 4 tháng sau, vào ngày 15 tháng 8, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã giảm án tù xuống còn 6 năm trong phiên xử phúc thẩm. Và đây cũng là lần thứ hai ông Dũng bị khép án tù. Lần thứ nhất là vào năm 2015, sau khi anh bị bắt trong một cuộc biểu tình phản đối chính quyền Hà Nội, đã chặt 6.700 cây cổ thụ trong nội đô và bị kết án 15 tháng tù giam về cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Kính thưa quý vị!